Xin chào các em. Hôm nay thầy tiếp tục trình bày cái phương trình lượng giác trên trang web onthi.net.vn. Trong chương trình thi đại học thì phương trình lượng giác nó chiếm một điểm. Tuy nhiên, đây là cái câu hỏi tương đối dễ mà nếu không lấy điểm thì rất là tiếc. Tuy nhiên, nếu mà lấy được điểm câu này thì cần phải có kiến thức. Mà kiến thức của em thì đã học từ năm lớp 10, năm lớp 11 đến bây giờ đa số đã quên. Bây giờ trong chương trình lượng giác thì thầy sẽ trình bày cho các em hai bài. Bài thứ nhất về phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai và phương trình đẳng cấp. Đây là dạng rất là đơn giản nhưng không có trong đề thi đại học. Bài thứ hai là phương trình đối xứng và một số dạng biến đổi. Thì đặc biệt trong đề thi đại học nó nằm ở dạng biến đổi lượng giác. Nhưng nếu không nắm vững hai bài một và bài cái phần đầu phương trình đối xứng thì ta sẽ không thể nào giải được bài toán đơn giản trong đề thi đại học được. Đây, bây giờ ta bắt đầu bài thứ nhất. Về kiến thức chuẩn bị thì ta cần có những kiến thức về cung góc lượng giác, kiến thức về công thức biến đổi lượng giác và kiến thức sơ đẳng về phương trình lượng giác cơ bản. Bài thứ nhất thì có 3 dạng. Dạng 1 là phương trình bậc nhất theo sin và cosin. Dạng 2 đó là dạng phương trình bậc 2 theo một hàm số lượng giác và dạng phương trình đẳng cấp bậc 2. Giờ ta vào từng dạng một. Thứ nhất là dạng phương trình bậc nhất theo sin và cos. Mời các em theo dõi. Về công thức phương trình rất quen thuộc đó là a sin x cộng b cos x cộng c bằng 0. Trong đó điều kiện là AB phải khác 0. Lý do nếu A bằng 0 thì phương trình này trở thành cơ bản. Ngược tiếp theo B bằng 0 cũng như thế. Rồi thêm một cái điều kiện nữa là A bình phương cộng B bình phương phải lớn hơn hay bằng C bình phương. Đây là điều kiện để phương trình có nghiệm. Lát nữa thầy sẽ chỉ điều kiện này ở đâu ra. Bây giờ về phương pháp giải. Để giải phương trình này thì ta cần có hai cách giải. Cách giải thứ nhất, bước 1, ta chia hai vế cho A, sau đó ta đặt B chia A bằng tan alpha. Cái này đòi hỏi các em phải nhớ được cái cung góc lượng giác quen thuộc. Nếu không nhớ thì có thể các em dùng máy tính để bấm. Thứ hai, ta biến đổi phương trình về dạng là phương trình theo sin bên tay phải. Cố gắng viết để nó ra ở C chia A nhân với cos alpha. Và lưu ý cos alpha là một con số. Và bên phải ta sẽ biến đổi rút gọn lại thành một con số. Và phương trình này chính là phương trình lượng giác cơ bản nhất mà thầy đề cập hồi nãy. Đó là kiến thức cần phải có khi giải bài toán này. Về cách giải thứ hai, ta chia hai vế cho cái căn bậc 2 của A bình phương cộng với B bình phương. Sau đó lợi dụng cái chuyện là alpha bình phương cộng beta bình phương bằng 1, ta có thể đặt A chia cho căn bậc 2 A bình phương cộng B bình phương bằng cos alpha. Và phần còn lại, tức là B chia cho căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương bằng sin alpha. Tiếp tục ta sẽ biến đổi phương trình về dạng phương trình cơ bản. Đó là sin x cộng alpha bằng vế bên phải. Đến đây thì các em sẽ thấy vế bên phải của phương trình là C chia cho căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương. Đấy. Vế bên trái nó là hàm sin. Mà sin thì không thể nào nằm ngoài khoảng cộng trừ 1 được. Do đó, để điều kiện có nghiệm thì giá trị tuyệt đối vế bên phải phải bé hơn hay bằng 1. Từ chỗ này ta bình phương lên thì dẫn đến điều kiện có nghiệm là A bình phương cộng B bình phương lớn hơn hay bằng C bình phương. Đây là cái mà thầy nói hồi nãy. Đó là điều kiện để có nghiệm. Để minh họa cho lý thuyết, bây giờ ta xét ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ nhất là giải phương trình căn 3 sin x trừ đi cos x bằng 2. Đến đây ta phân tích bài toán. Thứ nhất, ta nhìn thấy là phân tích bài toán. A bằng căn 3, B bằng trừ 1 và C bằng 2. Ta có thể nhẩm sơ lược điều kiện phương trình có nghiệm. Ta thấy là A bình cộng B bình là nó bằng C bình. Như vậy thỏa điều kiện có nghiệm hồi nãy. Bây giờ đến đây ta có hai hướng giải. Nếu sử dụng cách giải 1 thì ta chia hai vế cho A. Lúc đó ta để ý thấy B chia A sẽ bằng trừ 1 chia căn 3.
Đấy, trừ 1 chia căn 3 ta sẽ nhẩm thấy nó chính là trừ tan pi chia 6. Đấy, tan pi chia 6 đến đây muốn giải tiếp được thì ta phân tích cái tan pi chia 6 này nó sẽ bằng là sin của pi chia 6 và chia cho cos pi chia 6. Đến đây ta giải tiếp. Rồi, nếu như ta đi theo hướng cách giải thứ hai của bài toán này thì ta chia cả hai vế cho căn bậc 2 a bình cộng với b bình. Đấy, tức là thế số cho ta sẽ được là 2. Nghĩa là ta chia cả hai vế cho 2. Lúc đó ta giải tiếp bài toán này. Đấy. Bây giờ thầy sẽ trình bày lời giải của bài toán theo cách thứ nhất và đề nghị các em giải tiếp theo cách thứ hai. Rồi, giải. Chia hai vế của phương trình 1 cho a. A ở đây là căn 3. Lúc đó ta sẽ được phương trình 1 tương đương với sin x trừ 1 chia cho căn 3 cos x bằng 2 chia căn 3. Đến đây theo phân tích hồi nãy ta sẽ thay trừ 1 chia căn 3 bằng trừ sin pi chia 6 chia cho cos pi chia 6. Ta sẽ được tương đương tiếp sin x trừ sin pi chia 6 chia cos pi chia 6 nhân với cos x bằng 2 chia căn 3. Đến đây ta quy đồng lên, ta sẽ được phương trình tương đương, đó là sin x nhân với cos pi chia 6 trừ sin pi chia 6 nhân với cos x bằng bên vế bên phải ta được là 2 chia cho căn 3 nhân với cos pi chia 6. Rồi, để ý thấy bên tay trái đây là công thức cộng lượng giác sin cos trừ cos sin. Như vậy ta sẽ được phương trình là sin mở ngoặc x trừ pi chia 6 bằng bên vế phải để ý thấy là cos pi chia 6 sẽ thành là căn 3 chia 2. Ở đây có 2 chia căn 3, ta nhân lại thì ra số 1. Và phương trình này là phương trình lượng giác cơ bản nhất. Và nếu như ai nhớ, nếu như mà nhớ công thức thì ta sẽ thấy ngay sin của x bằng 1 thì x nó sẽ bằng đúng ngay vị trí pi chia 2 và cộng số vòng quay, tức là cộng cả 2pi. Và ta có được kết quả cuối cùng, đó là x trừ pi chia 6 bằng pi chia 2 cộng với K2pi. Biến đổi thêm một bước nữa ta sẽ được kết quả cuối cùng. Để đáp số bài toán sẽ là, ta đẩy qua đây, như vậy ta sẽ được là x sẽ bằng cộng nó lại pi chia 2 cộng với lại pi chia 2 cộng với lại pi chia 6, ta có thể quy đồng ở đây. Được 4 pi chia 6 ta rút gọn là 2 pi chia 3. Vậy đáp số bài toán là 2 pi chia 3 cộng với K2pi. Và các em chú ý mở ngoặc ghi là K thuộc Z. Ta đóng khung với đáp số lại. Như vậy là ta đã kết thúc ví dụ thứ nhất.